Hi, xin chào mọi người ha. Thì hôm nay Trang sẽ giới thiệu với mọi người về một dòng xe, nói chung là gọi là dòng xe quốc dân của ở Việt Nam mình luôn á, là sẽ là Vision và AB ha. Thì Vision hiện tại và Trang đang đứng bên cạnh đây sẽ là một em sơn 3D màu hồng ha. Vision hiện tại giá cho phiên bản đặc biệt luôn á, bên Trang đang bán giá xe sẽ là tầm khoảng 37 triệu. Với các khách hàng mà liên hệ với Trang sẽ được giảm từ 500 đến 1 triệu nữa ha. Giá xe Trang báo thì chưa bao gồm màu sơn 3D đâu, bởi vì màu sơn 3D thì bình thường Trang sẽ lên từ phiên bản cao cấp để giá nó sẽ rẻ hơn cho mọi người á. Và phía sau Trang đây sẽ là em bạn đặc biệt. Đối với Vision bây giờ mọi người mua góp á, mọi người chỉ cần trả trước cho Trang từ 3 đến 4 triệu trong thời điểm hiện tại thôi ha. 3 đến 4 triệu là có thể sở hữu một em Vision này rồi. Giá rất là rẻ luôn, cực kỳ rẻ để sở hữu luôn. Với thời điểm trước á, mọi người cũng biết giá Vision tăng rất là cao luôn. Thì nếu mà muốn sở hữu em Vision này á, thì phải trả trước tầm khoảng cả 10 triệu. Nhưng mà hiện tại bên Trang hỗ trợ góp chỉ cần trả 3 đến 4 triệu là có thể sở hữu một em rồi. Còn ngoài ra Trang mua bên Trang á, thì sẽ có hiện tại đang là AB160 ha. AB160 hiện tại bên Trang đang bán á là 54 triệu 800. Đối với khách hàng mà liên hệ với Trang thì sẽ được giảm 1 triệu nữa. Màu đen với màu đỏ. Trả góp của em này thì sẽ chỉ trả trước tầm khoảng 8 đến 9 triệu thôi là có thể sở hữu một em AB160 rồi. Nếu mà mọi người thích AB125 á thì chỉ cần trả trước 4 triệu thôi ha. 4 triệu là có thể sở hữu một em xe đó. Đồng giá là 4 triệu để sở hữu là Vision nè, AB nè, Winner X nè, Wayanfa nè. Rất là nhiều dòng luôn. Bên Trang được cái là sẽ hỗ trợ trả góp với mức trả trước thấp cho khách á, để khách có thể dễ dàng sở hữu xe. Bởi vì năm trước là một thời điểm dịch, nói chung là khá là khó khăn trong việc làm ăn á, nên là năm nay nó mới ổn lại, thì có thể là kinh tế mọi người cũng chưa ổn lại, nên là Trang cũng muốn là mọi người có công việc ổn lại hơn và kinh tế ổn lại hơn, nên là bên Trang sẽ hỗ trợ trả trước thấp để cho mọi người có thể sở hữu một con xe để đi làm việc cho nó thuận tiện. Thì ngoài ra bên Trang sẽ có là thu xe cũ đổi xe mới. Thì để hỗ trợ cho những người giống như là bây giờ mình đang chạy một chiếc Quay đi đúng không, mà mình muốn mua Vision thì chỉ cần bên Trang sẽ thu lại chiếc Quay để làm các khoản trả trước cho mọi người, thì mọi người không cần phải đưa tiền trả trước cho Trang nữa, để cho mọi người thuận tiện hơn. Bởi vì có thể mình mua Vision thì mình cũng sẽ không đi Quay nữa, nên là bên Trang cũng sẽ hỗ trợ thu xe cũ với giá cao hơn một chút. Thì ngoài hai dòng xe Trang giới thiệu vậy á, thì bên Trang còn rất là nhiều dòng như là Vario, SH hay gì đó, thì mọi người cứ liên hệ với Trang thì Trang sẽ hỗ trợ giảm giá cho mọi người và tư vấn về các dòng xe khác. Đến cửa hàng cứ nói gặp Trang là được giảm 500 1 triệu liền. Thì ngoài màu hồng sơn 3D này ha, thì bên Trang cũng sơn khá là nhiều màu, như là màu xanh xi măng, màu cam, màu xanh da trời, giống như là những em Vario màu sắc ở bên đây nè. Thì Trang sẽ sơn rất là nhiều màu như vậy, nên là chỉ cần mọi người thích, mọi người cứ yêu cầu thì Trang sẽ sơn 3D lên cho mọi người, nên là mọi người yên tâm ha. Sẵn mà lỡ mà quay màu Vario rồi thì Trang sẽ báo giá Vario cho mọi người tham khảo luôn ha. Vario hiện tại bên Trang đang bán chỉ tầm khoảng 48 triệu thôi, cũng sẽ được giảm từ 500 đến 1 triệu cho mọi người nếu mà đến và liên hệ với Trang trước ha, hoặc là đến cửa hàng nói gặp Trang. Thì bên Trang ngoài nói chung là rất là nhiều màu lên trang hệ ly cho mọi người tham khảo thử. Đối với Vario thì mọi người sẽ trả trước cho Trang từ 8 đến 9 triệu là có thể sở hữu một em xe rồi. Thì giá Trang báo cũng sẽ chưa bao gồm màu sơn 3D ha, bởi vì nó cũng có nhiều xe, nhiều phiên bản, nên là thường thường Trang sẽ tách sơn 3D ra. Sơn 3D thì cứ cộng thêm 2 triệu giúp Trang. Chỉ có SH là bên Trang sơn 3 triệu thôi, còn lại thì đều sơn từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu hết. Và cà vẹt thì Trang cũng sẽ đổi theo màu xe cho mọi người đi đường. Như đây là thì có rất là nhiều màu luôn ha. Mọi người yêu thích dòng xe nào, màu nào thì cứ liên hệ với Trang, thì Trang sẽ tư vấn cụ thể hơn. Và bên Trang có sẽ hỗ trợ đổi cà vẹt cho mọi người đi đường hợp lệ, trả góp, thì trả giấy đi đường, trả cà vẹt gốc đầy đủ hết. Với những khoản, nói chung là Trang sẽ hỗ trợ tùy thuộc vào khoản vay của mọi người. Ví dụ như là mình trả trước cao thì bên Trang sẽ trả cà vẹt gốc lại cho khách luôn, bên Trang không có giữ gì của khách hết á. Còn ví dụ như mình trả trước hơi thấp một chút thì bên Trang vẫn sẽ đưa cho mọi người giấy đi đường và cà vẹt photo đầy đủ, nên là mọi người yên tâm. Thì cũng có những khách sẽ hỏi Trang là bên Trang có độ xe, độ kiện không? Thì bên Trang có lên mâm, lên phuộc và lên phụ kiện đầy đủ hết, nên là mọi người cứ yên tâm, chỉ cần đến cửa hàng của Trang thôi là mọi vấn đề được giải quyết hết. Thì hiện tại cửa hàng Trang ở 961 Nguyễn Đăng Thủ, quận 12 ha.
gần ngã tư Tô Ký. Thì mọi người cứ inbox Zalo, Trang sẽ gửi định vị và địa chỉ cho mọi người dễ đi hơn. Thì clip này Trang cũng giới thiệu được 3-4 dòng xe luôn rồi đó. Thì mọi người còn quan tâm về dòng xe nào thì cứ comment cho Trang ha. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Bye bye.